Chân này nhau. Đó chị đâu có chân đấy. Rồi bây giờ cái gót, hồi nãy mình nói cái gót đồng với cái ót. Nãy mình nói cái gót đồng với cái ót phải không? Thì như vậy là cái ót nằm ở đâu? Cái ót nằm ở cái đầu. Phải không? Đây, thì mình lấy cái đầu nè. Mà đầu ở đây đau gót tức là đau phần cứng. Thì cái tiết đoạn này là cứng này nè. Là liên hệ đầu nè. Thì cái hình cong này nè, nó giống đường cong của gót. Tưởng tượng ra được không? Đường cong này giống đường cong của gót, cho nên tôi chuẩn bị tôi đi rửa tay là vậy đó, giờ trên mặt này, thấy không? Thì thấy không? Thì bìa gót nó phải nằm ở phải vị trí này không? Giờ mình lấy từ ngoài vô trong nè, từ từ giữa trán nha, mình kéo ra chút xíu mình vô trong nè. Nghe bên nào đau? Bên này đau phải không? Thì mới nhăn mới nhận định được đau lớn đau. Bên này đau ha. Rồi đứng thẳng thẳng đứng. Đó, rồi, đó xoay về đây 1 2 3 4 5 6 7 rồi đứng lên thử đạp nó lại thử coi nó quá không. Còn bên này sao? Rồi vậy thì đau quá bên này phải không? Rồi. Giờ lấy hai bên không phải bên nào cũng đau nó nha. Thông đi con. Quý vị định đứng trước máy nha. Đau hơn ha. À, ok, cho sát cho chút xíu không? Dạ. Có khiên tới không? Ấn nhẹ lắm mà nó trúng ra. Dạ. Tới rồi. Thử coi. Thì nhớ này là sau này đó là toàn thế giới ta xem đó, mình giờ làm được không? Cho người ta coi có đau không? Cái gì thấy thuốc nào lệ hơn? Đau lệ phải trước đó chị đau sao? Trước đó đau sao? Đau nhiều không? Thốn đi không được mà giờ thầy bấm mấy phút? Chưa đầy 5 phút về hết rồi hả? Hết rồi. Chị về làm được không? Dạ bây giờ tốt thầy, không sao gì hết rồi. Như vậy có cái gì? Đủ gì cho chàng phó tay.